canxi là một trong những chất dinh dưỡng không thể thiếu của cơ thể canxi đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng giúp cho các hoạt động của cơ thể diễn ra bình thường vậy cho trẻ uống canxi có tác dụng gì uống canxi nhiều có tốt không hãy tham khảo video sau đây để lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ uống canxi có tác dụng gì canxi là một trong những loại khoáng chất không thể thiếu đối với sự phát triển của cơ thể hàm lượng canxi trong cơ thể chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ khoảng 1,5 đến 2% trọng lượng cơ thể trong đó 99% tồn tại trong xương răng và móng và 1% còn lại được phân bố trong máu trong cơ thể canxi đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng đảm bảo cho các hoạt động sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường các vai trò chính bao gồm 99% lượng canxi có trong cơ thể tồn tại trong tổ chức xương, răng và móng. Do vậy, đây là loại khoáng chất không thể thiếu đối với sự hình thành và phát triển của xương và răng. Canxi giúp làm tăng mật độ xương, tăng độ dẻo dai, phòng ngừa nguy cơ gãy xương và loãng xương. Đối với răng, canxi giúp răng cứng chắc, mọc đều, đẹp, không bị mùn, hạn chế sâu răng. Uống canxi có tác dụng điều hòa sự co cơ. Canxi còn có vai trò điều hòa hoạt động của cơ khi cơ bị kích thích cơ thể sẽ huy động canxi giúp cơ co lại ngược lại cơ sẽ được giãn ra khi canxi bị rút ra khỏi cơ uống canxi có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tăng cường bổ sung canxi là một trong những giải pháp giúp ngăn ngừa bệnh cao huyết áp ngoài ra canxi còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch thông qua cơ chế hạ canxi máu và giảm nồng độ cholesterol ngoài ra canxi cũng có chức năng duy trì hoạt động của cơ tim canxi có tác dụng làm giãn các cơ trơn mạch máu giúp máu lưu thông khắp cơ thể đây cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với quá trình đông máu của cơ thể vì vậy bổ sung canxi đầy đủ sẽ giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe tim mạch ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch huyết áp uống canxi có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư một số nghiên cứu được tiến hành đã chỉ ra rằng bổ sung canxi đầy đủ mỗi ngày thông qua chế độ ăn uống hay từ các sản phẩm bổ sung có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Theo đó, canxi có tác dụng rõ rệt trong phòng chống các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung thư đại trực tràng. Uống canxi có nhiều tác dụng khác. Ngoài các vai trò kể trên, canxi còn có ảnh hưởng tích cực đối với các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Nguyên nhân là do canxi là đồng yếu tố của một số enzyme có trong cơ thể. Thiếu canxi, một số chức năng trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Tiêu biểu phải kể đến như, điều hòa nồng độ đường trong máu, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Duy trì nồng độ cholesterol máu ở mức bình thường, ngăn ngừa sỏi thận, giảm nguy cơ mắc u tuyến đại trực tràng. Hỗ trợ giảm cân, duy trì trọng lượng cơ thể ở mức lý tưởng, cho trẻ uống canxi nhiều có tốt không? canxi đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Nhưng liệu cho trẻ uống nhiều canxi có tốt không? Và phải bổ sung canxi cho trẻ như thế nào mới đúng cách? Không riêng gì canxi, cái gì bổ sung quá nhiều cũng không tốt. Tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều mẹ vẫn có suy nghĩ sai lầm rằng bổ sung canxi cho con càng nhiều càng tốt để giúp con phát triển chiều cao. Thà bổ sung thừa còn hơn thiếu. Nhưng quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Không thay đổi kịp thời sẽ gây ra hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ. Nhu cầu canxi của mỗi trẻ là khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, với trẻ dưới 6 tháng tuổi. 300mg canxi một ngày, trẻ từ 6 đến 11 tháng tuổi, 400mg canxi một ngày, trẻ từ 1 đến 3 tuổi, 500mg canxi một ngày. Trẻ 4 đến 6 tuổi, 600mg canxi một ngày, trẻ từ 6 đến 9 tuổi, 700mg canxi một ngày, trẻ vị thành niên, 10 đến 18 tuổi. 1.000mg canxi một ngày, trẻ uống canxi quá nhiều gây ra hậu quả gì, bổ sung canxi không đúng cách uống quá nhiều canxi sẽ gây ra các triệu chứng dư thừa canxi tình trạng này gây ra một số bệnh lý uống canxi nhiều gây sỏi thận chế độ ăn bổ sung quá nhiều canxi vượt mức nhu cầu của cơ thể thì có thể được đào thải qua đường tiểu nhưng nếu dư thừa canxi do bổ sung từ các sản phẩm hỗ trợ thường rất khó để đào thải ra canxi không được cơ thể hấp thu sẽ bị lắng động lâu ngày kết tụ lại với nhau thành những viên sỏi và gây bệnh sỏi thận làm ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng của thận. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng hơn và gây ra những biến chứng nguy hiểm. Trẻ uống canxi nhiều có thể gây cường giáp. Hàm lượng canxi và phosphor trong cơ thể được kiểm soát bởi các tuyến cận giáp. Khi xảy ra tình trạng dư thừa canxi, tuyến cận giáp sẽ tăng cường bài tiết hormone để đưa nồng độ canxi về mức bình thường. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ra bệnh cường giáp. Uống canxi nhiều gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Canxi có tác dụng điều hòa hoạt động co bóp của cơ tim. Dư thừa canxi khiến nồng độ canxi trong máu tăng cao, gây rối loạn nhịp tim. Hơn thế, hàm lượng canxi cao còn kích thích cơ thể bài tiết ra nhiều loại hormone. Điều này gây nên những cơn đau tim và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp. Uống canxi nhiều dễ gây rối loạn tiêu hóa canxi dư thừa cũng khiến cơ thể thường xuyên mắc phải các vấn đề tiêu hóa. Một số triệu chứng thường gặp như táo bón, tiêu chảy, ăn không tiêu, buồn nôn, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Kém tỉnh táo, uống nhiều canxi ảnh hưởng đến quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Nồng độ canxi tăng cao làm giảm hiệu quả hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Thậm chí còn ức chế cơ thể hấp thụ một số chất như sắt kẽm. Thiếu hụt dưỡng chất khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Xanh sao, ăn uống kém. Nếu tình trạng này kéo dài có thể khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Nhẹ cân, chậm lớn, cho trẻ uống canxi trong bao lâu? Theo lời khuyên của các bác sĩ dinh dưỡng, không nên bổ sung canxi cho trẻ liên tục trong một thời gian quá dài. Thay vào đó, các bậc phụ huynh nên bổ sung canxi cho trẻ theo đợt. Mỗi năm nên bổ sung khoảng 2 đến 3 đợt. Mỗi đợt kéo dài khoảng 4 đến 5 tuần, cha mẹ cũng nên cho trẻ đi khám dinh dưỡng định kỳ để kiểm tra tình trạng cũng như nhu cầu bổ sung canxi của trẻ. Tham khảo ý kiến của chuyên gia về sản phẩm, liều dùng cũng như thời gian bổ sung canxi cho trẻ. Không nên sử dụng tùy ý. Những lưu ý khi cho trẻ uống canxi. Nên chú trọng bổ sung canxi từ các loại thực phẩm, tăng cường các loại thực phẩm giàu canxi vào chế độ ăn của trẻ. Nhất là trẻ đang trong giai đoạn vàng phát triển chiều cao, nhu cầu canxi thường tăng cao. Các loại thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa và sản phẩm từ sữa. Các loại hạt cá hồi, cá trích, cá mòi, ngũ cốc, đậu nành, khi chế độ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu canxi của cơ thể thì nên bổ sung thêm các sản phẩm tăng cường canxi theo hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm thích hợp cho trẻ uống canxi là vào buổi sáng sau khi ăn. Cụ thể là vào 7 đến 8 giờ sáng. Nguyên nhân là do dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Vitamin D3 sẽ được tổng hợp một cách tự nhiên. Và đây cũng chính là loại vitamin giúp cho cơ thể hấp thu canxi hiệu quả. Canxi được chia thành hai lần uống trong ngày thì nên uống sau bữa ăn sáng và ăn trưa. Không nên uống sau 14 giờ chiều, cũng không nên uống canxi vào lúc đói. Khi bổ sung canxi cho trẻ nên khuyến khích trẻ tăng cường vận động. Điều này giúp canxi được chuyển hóa và hấp thu tối đa, khi trẻ đang phải điều trị nhiễm khuẩn và phải sử dụng kháng sinh. Cần uống cách nhau ít nhất 2 giờ. Không nên cho trẻ uống canxi kèm với sữa vì có thể gây ra sự cạnh tranh trong quá trình hấp thu canxi. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo. Hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc, sắp ngoài nếu thấy video hữu ích.